đây được một buổi sáng thông dong, hai cha con đi uống cà phê xong giờ ghé mua, giờ ghé mua đồ chơi cho trà sữa. Muốn gì nào? Muốn gì? Banh. Thôi đi vòng coi, vòng coi có gì chơi, nó mua banh hoài à. Gái mà chơi banh à. Mới mua sữa xong. Đây. Con cảm ơn. Đây lửa gì? Mua gì? Hả? Hôm nay con đi mua gì? Chiều nay con đi mua gì? Đẹp không? Ừ, con mua còn 7. Tôi có chơi không bà? Cha đâu có chơi? Cha đâu có chơi con? Ừ. Ừ, ngã, ngã. Rồi, ngã kìa. Cái này con vui. Vui không? Cái này nhà ba mẹ. Đẹp không? Con có kem luôn nè. Có kem luôn hả? Ừ. Thôi đi một vòng coi coi có gì nữa đẹp không lựa đi. Còn có gì nữa không? Cái đó con có chưa? Nè, con có chó nữa. Con có con chó chưa? Con chó quá. Con có gì rồi? Nhà con có đồ chơi gì rồi? Dạ con muốn chơi cái này. Con muốn chơi này hả? Cái này rồi cái nào nữa? Cái này để làm gì? Cái này để uống thuốc. Để uống thuốc hả? Để khám bệnh hả? Vậy khám bệnh cho vui ha. Rồi cái nào nữa không? Thôi thôi, hai pin nhiều xe lắm rồi. Hai pin nhiều xe lắm rồi. Đi vòng vòng coi có gì nữa không? U cho Huy. Cái này đẹp lắm nè. Cái đó cái gì ạ? Cho Huy cái đồ chơi nè. Cái này cái gì con biết cái gì không? Biết. Cái gì? Dạ biết. Cái kem á. Kem hả? Xếp làm kem. Xếp làm kem. Làm bánh. Hai món. Rồi hôm nay có con với cô Huy ở nhà. Lâu rồi mới dẫn trà sữa đi mua chơi với mọi người. Trái cây hả? Nhiều quá. Dạ mua nhiều như vậy không có tiền không? Con có tiền không? Con đã con chập. Trời ơi, con có cái này nhiều không? Con có tiền á. Có không? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Nhiều lắm. Có nhiều nhiều lắm không? Con chị đâu? Rồi lấy tiền nhiều lắm cho coi coi. Đâu? Đâu rồi đủ trả không? Dạ đưa hai tay, đưa hai tay. Kẹo kìa. Nè cái này của con nè, mở cho nè. Dạ con cảm ơn. Con cảm ơn. À, à. Giờ, giá rồi bỏ kẹo vô, bỏ kẹo vô. Kẹo, kẹo. Của con. Dạ, yeah, kẹo vô đâu? Hả? Cái gì? Cái gì? Đóng bóp lại. Cái gì? Đóng bóp lại. Mượn, 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 mượn bà đóng bóp cho. Này, này, lại kéo lại nha. Con nhiêu đó sao đủ tiền? Dài. Nhiêu đó sao đủ rồi không đủ con đi về đâu đủ tiền đâu. Không đủ có tiền. 10 ngàn, không có đủ nha. Rồi có 10 ngàn bạn không có bán đâu. Đi về. Hả? Con giờ con mua gom. Ủa đây có ôm bút chì vậy? Không có. Bữa giờ hai anh em mình có cái gói ôm bút chì mà hai anh em đó. Rồi cái đó mà. Dạ. Bút chì. Bút chì mấy triệu phải không? Chị đâu đây? Hả? Bút chì anh hai có gói ôm bút chì chứ phải đồ chơi bút chì. Để chị nay chơi rảnh cho đi mua cho anh em. Ở dưới siêu thị mới bán. Cái gì đâu nhiều lắm mà hết tiền rồi. Cái này nữa hả? Ủa cái này nãy con lấy rồi mà. Chưa hả chị? À con muốn này hả? Ờ à, lâu lắm mà không mua đồ chơi cho sữa. Mua cái này phải không? Rồi con phải kem mà. Để bà lấy cho. Là cái này cái đó hả kem? Thôi 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 thôi, không có lửa tùm lum. Mua cái nào mua mua một bộ thôi, không có được mua nhiều. Ê đó 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 đó. Hư đồ không định. Con mua màu nào một bộ thôi, không được mua nhiều. Ha, lâu lâu cho mới mua một bộ chơi. Nhà còn nhiều đồ chơi lắm, hiểu không? Nghe không? Con mua con chơi này con đúng rồi. Có cái gì nào cũng rồi. Cái đó bác sĩ á, rồi ngã đồ kìa. Có đồ bác sĩ rồi, rồi ngã đồ của bà rồi, no rồi. Bác đây luôn rồi. Cái này con có rồi nè, thôi mà con bỏ
Con lấy này ha, bộ gì để cái này lại rồi cái này bỏ lại ha. Giờ lấy cái nào chọn đi, giờ dạ, chọn. Hai cái này con chọn cái nào? Nè hai cái này con chọn cái nào? Giờ bỏ cái này lại. Rồi, bỏ cái kia trở lại, bỏ trở lại cho cái kia. Cái nào? Cái này con. Cất trở lại đi. Cất trở lại cho bà. Cất chỗ nãy đi con. Nãy con lấy chỗ nào? Nhiều rồi phải không? Rồi ngã đung tung lồ của bà luôn rồi. Giờ lấy này nha, cái này bỏ vô. Rồi một cái. Rồi cái nào nữa? Cái đó cho ai? Cho ai? Cho Huy á. Dạ cho Huy. Dạ cho Huy. Ba cái. Rồi. Rồi trả tiền đi. Trả tiền đi. Cái này con đâu có tờ nè. Rồi trả cho 10 đi. Tiền con đâu? Tiền không có Không có tiền sao mua? Con không có tiền sao mua? Ừ, rớt tiền thôi, thôi thôi cái đó nhà có rồi, bữa mua rồi, bữa cha mua rồi, bữa mua đây luôn nè. Tiền cái lụm tiền lên thẩm con một cái lớn lắm rồi. Nhiêu chị? Cái này 170. Hết luôn 170 rồi. À, cái này 50, 170. Cha cũng chờ chứ. Thôi chứ cái này rồi. Chị 100 với 50 với 70 là 220 chứ hả? Đâu, cái này 50, 100, cái này có 70. À à dạ. Cái nào? Con không cho cái đó là cái banh bàn con đâu biết chơi đâu. Nè. Cho con mấy cái bóng nè, bỏ vô cái bát đi. Dạ, bà cho mấy con bóng ra. Đó, bốn cái nè, đẹp không? Cảm ơn, con cảm ơn. Nè, bỏ vô. Xấu quá. À. Tao nói xấu quá. Cảm ơn. Con cảm ơn. Nghe không? Con cảm ơn. Cảm ơn đi, con cảm ơn đi. Cảm ơn. Cảm ơn chưa? À, bỏ vô đây nè, cầm con nè. Bỏ vô đây luôn hả? Con cảm ơn chưa? Nè. À. Con cảm ơn, không có nói cảm ơn không? Để đâu vậy? Chưa xong mà. Chưa tính tiền. Nè, cho đưa tiền cho trả tiền nè. Mẹ còn xách đồ chơi mới được về chứ. Mẹ con cầm đi. À, giỏi, tự cảm ơn vậy tự động nó không đây nhắc nè, trả tiền. Chưa trả tiền đâu vậy? Hỏi cô nhiêu tiền? Vô hỏi kìa. Nè nè nè, đưa tiền cho cô trả nè. Đưa tiền trả cho cô, để đồ chơi đi. Rồi. Đưa hai tay. Rồi nè, con thói tiền cho con nè, 330 đó nha con sữa. Con cảm ơn. Rồi đi trả con. Rồi vậy đi. Còn gì nữa không? À, rồi đây cho máng cho. Từ từ. Đủ rồi hả? Đủ chưa? Còn gì nữa không? Máng đâu? Đó, sáng đi cà phê rồi mua đồ chơi rồi mua sữa bên đây nó nguyên bầu chung đó, tùm lum luôn. Ê, con ra đây, con mấy xe, con xe nhà con còn xe chạy không? Hả? Mua gì nữa? Xe con có xe chạy á. Không, xe đó sao con chạy được? Xe con chạy. Xe nào? Thấy á. Có đó bịch tuột. Nó câu bịch tuột á. Xe đạp. Hả? Đấy là xe chạy, là xe đạp á. Xe nào? Con chạy xe đạp của nhà, con xe đạp của con hai con chạy được phải không? Ừ. Dạ được. Ừ. Ờ, có cái này nàng gì nè, này nàng gì sữa? Cái nàng này nàng gì nè? Để. Nàng đó con. Đây nè. Ờ, nàng gì con? Nàng gì mà. Tắm tắm mà. Nàng gì tắm? Cưng lắm. Chạy được không? Được. Con chạy thử coi. Nè con chạy thử coi. Cái này chắc nhỏ so với chỉ của chị. Nhỏ. Cái này con em bé nhỏ. Dạ. 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 Thôi đi về ha. Dạ. Chào chào cô. Chào cô, con về nha. Hẹn gặp lại bài cô. Hẹn gặp lại bài cô. Rồi mang dép vô. Dạ bye bye.
Rồi lên lên chậm lên như vậy nè. Rồi thôi chào tạm biệt quý ông bà cô chú, tạm biệt khán giả nè. Bye bye nè. Đâu đi đi rồi nè vậy. Chào nè. Rồi. Dạ rồi thôi chào tạm biệt quý ông bà cô chú ạ. Dạ chào tạm biệt quý. Nóng hả? Nóng không? Dạ nóng. Rồi để ngoài nắng nóng mà cha ngồi lên mà đâu con đâu ngồi đâu. Dạ chào tạm biệt quý ông bà cô chú. Dạ hẹn gặp lại quý ông bà cô chú trong một video clip tiếp theo ạ. Cảm ơn bà cô chú đã theo dõi. Rồi khoanh tay chậm giả nè. Nè. Dạ rồi bye bye. Rồi lên về. Dạ thôi chào tạm biệt.